xin chào cô chú anh chị, đem quay trở lại với kênh của Huyền Tiên buổi sáng. Cô chú anh chị ơi, bữa nay là bạn cơm của ai anh? Chị Mộng Thu. À, bữa nay là chị Mộng Thu Canada cúng cho chú Vũ Linh. Cô chú anh chị ơi, quên ăn cây ớt ớt chưa má cho tiên cầm đi cầm bút. Rồi cắm bông anh. Kệ bông với bàn đi anh. Chị Mộng Thu Canada. Canada. Thiêu, Mộng Thu. Còn là anh em còn ở đây thì hỗ trợ được gì hỗ trợ ha, cúng cơm đồ cho chú. Chứ mình nghe cái tờ mốt khó giàu thì cũng ai biết được tương lai. Thì nào giờ mình đâu có nói chắc là mình ở đây suốt đâu, thì chỉ nói là tùy duyên thôi, đúng không anh nói vậy? Tùy duyên thôi chứ còn. Ơi, ai cúng vậy Ngọc? Ơi, ngon vậy trời ơi, quá trời ngon luôn chị Thu ơi. Thì gì? Cũng chạy luôn trời ơi, quá trời ngon luôn chị Thu ơi. Ngon anh? À, quá trời ngon luôn. Chị em thấy là ngon rồi đó. Ngon rồi đó, mình thấy ngon rồi đó. Chứ không là mình bịt heo quay quá. Đó, bịt heo quay, đâu heo quay đâu. Cái gì? Anh lớn phải đem heo quay vậy hả? Có bánh mì quá. Ghê anh lớn, à. Chứ lò heo lên hả? Sao nó lò heo lên thì em? Thì mà dưới đó không anh? Phải dưới đó không? Thì em đóng đúng rồi mà. Dễ nghe chứ. Đài quả tán chứ. Đài quả tán à. Ở này nó một quả trứng vậy. Mít. Mít hàm nước gân chả. Không là bữa nay là cũng cảm ơn chị Mộng Thu ở Canada gửi mâm cúng cho chú Vũ Linh. Bữa nay là 16 của chú anh chị. À, 14 với 15 á là của cô Hoa Đà Lạt. Cũng cái chữ cảm ơn này mà cảm ơn rồi. Nắm dùng cái máy lên ra làm một máu đây rồi. Máy đâu? Này á, cái máy kìa. Mà cho mà cảm ơn bị chửi. À, cảm ơn bị chửi nữa. Không à. Cảm ơn chúc hạnh phúc rồi bị chửi nữa thầy kêu mốt không có hạnh phúc. Mốt cảm ơn được. Đi đội và chúc hạnh phúc. Tại bình thường là cảm ơn thôi, tự nhiên thì cảm ơn rồi chúc hạnh phúc nữa hả? Cảm ơn anh lắm. Ta tình nhân chứ đâu phải vợ chồng đâu mà chút ta. Gì ghê vậy? Quất cái cầu hạnh phúc vô cái nó đẩy mình cà hó luôn. Tình nhân hả? Ai cũng hả hết. Góc bên này hả? Chúc có giá giá cho bà em nãy lên trả tiền luôn nha Ngọc. Để cô ra đi chị. Giá cho bà heo nãy lên lại lại ơi. Nên ta đợi trên đây nè. Nốt đi làm, nốt đi làm đám rồi tôi không có đặt ở đây đâu. Cứ ngày nào mà chưa lên cúng cơm mà chưa tên bây giờ đây đây mời mình trả tiền. Chú con heo nãy lên đây nè, trả tiền lại nè. Cho thêm 500 ngàn nữa. Đừng có sao mà không có tiền xe nữa. Lóng đốn xăng lên trên đây. Còn một trời nắng lên đây cho thêm 200 một kem cái trộn vô tức nè. Kem chống nắng hả? Là kem chống nhục nữa. Đồ đây à, bây giờ là mấy anh em mà đang nói chứ bà, chế nước ha để mời chú dùng cơm của chú anh chị bạn cúng của chị Mộng Thu. Mộng Thu, cô Mộng Thu à. Chị Mộng Thu Canada đó. Đợi thì vui à nghe. Cho rồi à. Binh nó mới dậy chứ ai vậy? Tháng 7 này xuất hiện nhiều. Rồi ngay tháng 7 luôn chứ. Mà bắn ngang làm ngay ngày làm như đó. Ngay gặp luôn. Ừ. Ngay ngày mày mắc cái phít luôn. Đó, bữa đó mắc cái ca luôn nước luôn. Là nghe bữa đó xui luôn hả? Ừ. Ê, bữa nay 16 rồi ta. Bữa nay có hồn. Ừ. Bữa nay về cũng lớn này. Bữa nay về sớm hả?
tao về cũng cúng ngày. Thì bữa nay cũng về cúng nha. Bố mẹ bữa cúng. Lên ngày mười mấy, 13 hả? Mười ba. Rồi thôi để anh giấy cúng. Ta kỹ nhất là ngày 13. 13 là ngày nó không được may mắn thôi. Thứ sáng 13 luôn hả? Đúng rồi. Đó, buổi trưa mộ của chú Vũ Linh, cô chú anh chị ơi, thứ sáu ngày 13. Chung thôi, nói chung là mình cầu nguyện thì chuyện gì nó cũng sẽ qua. Hồi nào giờ anh em mình ở mộ cũng có biết bao nhiêu sóng gió thì từ từ nó cũng vượt qua. Sự kiện gì anh? À, triển lãm á phải không? Triển lãm hội chợ gì phải không? Trưng bày những cái sản phẩm. Ta kỳ cái ngày thứ sáu ngày 13, ngày đó là ngày xui nhất trong năm. Đấy phải anh không kỳ đó, anh mới nhận đó, anh mới dính đó. À. Chị không biết nữa. Rồi hôm nay thì buổi trưa cũng cúng cơm cho chú. Cậu về dùng cơm cậu. Hương hồn của chị bé heo. Có linh thiêng thì về cơm chung. Linh hồn lại trả tiền cho. Cái bà heo nái đó, bà có linh thiêng rồi bà lên đây. Hai cơm có xúc xích đồ của chú anh chị ha. Canh tàu hủ. Bữa nay là chị Mộng Hô sẽ lì xì cho 8 anh em của chú anh chị ơi. Giờ tôi lại tôi nhận lọc để tôi đợi bà lên tôi trả tiền nè. À đúng rồi, nhận lọc đi, gom lại đi. Hồi nãy bữa cũng lọc cũng có phần nữa. Tôi nhận lọc tôi có phần nữa. Để cũng có phần nữa, bữa chia đều hết bà. Giờ bà lên đây trả đi cho bà trả hết. Đứng đây nè. Hết vô đi khách hàng nè, 8 người. Nghe đúng không? Rồi ai với ai? Có ai 8 người bà nội. Đọc tới. Bình Dương Tiên, Điện Tiên 15 ớt. Phương Áo Vàng. Bùi Hải ớt lên đi Nam rồi ớt lên luôn nha. Rồi vô không có thì đi ra vô không quay luôn bữa đâu này đời cũng như là chị cho chị Duyên thôi. Dạ rồi giờ vô nhận trước đi bây giờ ớt nhận cho vợ cần lâu 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 cầm đi bây giờ rồi sâu luôn chị Mộng Thu rất là nhiều chị dò dò sức khỏe gia đạo Việt Nam rất là thật lòng không có này lọc hãy nó hưởng ngập viên mời cảm ơn chị Mộng Thu rất nhiều. Em đã nhận được 600 ngàn của chị, em chúc chị gia đình gia đạo bình an làm ăn phát tài phát lộc. Rồi chú Tiểu cảm ơn Ngọc. Chú Tiểu cảm ơn cô dạy. Cô chị Mộng Thu Canada. Có nước uống rồi đó. Em cảm ơn chị Mộng Thu ở Canada để em đã nhận được cái lộc của chị gửi cho Ngọc trợ duyên cho tụi em. Em cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị và gia đình được nhiều sức khỏe và trong tháng 7 được nhiều may mắn nha chị. Chị Thu cũng gửi cho chị 300. Em cảm ơn chị Mộng Thu rất là nhiều, em đã nhận được anh Ngọc có đại diện. Chúc chị Mộng Thu nhiều sức khỏe. Chút xíu thì lấy đỡ gì, xíu thôi. Lấy đỡ. Rồi anh Ngọc hết luôn rồi bà con. Rồi Ngọc hết luôn rồi đó. Chị nhiều sức khỏe. Chị Thu cũng cho Ngọc 300. Nhưng mà khi làm em chia hết rồi. Chị Ngọc cũng cảm ơn chị Thu rất nhiều. Rồi Hiện Tiên cũng cảm ơn chị Mộng Thu rất là nhiều, cũng như là thay mặt mà anh em ủng hộ. Cảm ơn chị đã gọi lòng. Đi ra bánh mì cho anh em ở mộ cô chú anh chị. À, chúc chị họ nhiều sức khỏe. Ơi bà con đến nữa quá trời kìa cô chú anh chị ơi. Anh em mình gom tiền lại nha, gom tiền lại rồi đặng heo lên trả tiền nha. Không, không có gom, chừng nào lên thì mới gom. Chuẩn bị thôi. Heo nào thì lên đây. Heo gì chứ ngày nào chưa lên thì chứ anh em cứ làm tiếp. Hiện Tiên cũng xin chúc cho chị thật là nhiều sức khỏe, giả sự như ý, làm ăn phát tài phát đạt và luôn gặp nhiều may mắn. Thì Tiên cũng chưa có được thấy chị ở bên ngoài ha. Tính là ở là sao muốn làm bà la ma sao không kiếm là ông lớn bà lớn ở trên kênh mấy kênh kia nó cái đó. Tao vô đó người ta làm.
Rồi cho cái đoạn là mai kênh mình dễ người ta biết, với là kênh mình dễ lên. Nãy tôi chặn á, thì thẳng kênh đó. Còn ở đây mấy anh em ở mộ không có làm gì với ai đâu, cũng lên đây chính trị. Đây là video của Hiển Thiên, cũng xin phép lại chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có buổi trưa hoặc là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình của mình và thành công trong công việc nha cô chú anh chị.